là họa và phước chẳng có cửa nẻo chỉ do con người tự chuốt lấy. Trong Vựng Biên đã nêu ra những công án nhiều đời chứng tỏ nhiều không kể xiết. mỗi một điều đều phải nên đọc thuộc nghĩ sâu chúng ta bởi vì thời gian hạn chế không thể giới thiệu từng điều từng điều một mà chỉ có thể lựa chọn vài điều đem trọng điểm nói rõ ràng cùng với mọi người phật trên đại kinh thường bảo với chúng ta tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh đây là phật tri phật kiến do con người tự chuốt lấy cũng chính là ý này cổ đức nói với chúng ta người phàm vọng tưởng quá nhiều ở trong rất nhiều vọng tưởng có thể phân làm ba loại là vọng tưởng quá khứ vọng tưởng hiện tại và vọng tưởng vị lai thường thường nghĩ đến quá khứ vinh nhục của quá khứ những ân oán quá khứ đã kết với mọi người buồn vui tan hợp loại này đều thuộc về vọng tưởng quá khứ nhất là người có tuổi tác lớn luôn nghĩ đến những sự việc thời còn trẻ của họ sự việc cứ nghĩ đi nghĩ lại vĩnh viễn cứ lập đi lặp lại không dứt đây là thuộc về vọng tưởng quá khứ có những sự việc ở trước mắt Hoặc là phải làm Hoặc là không nên làm Luôn luôn do dự Không quyết định được Loại này thuộc về phong tưởng của hiện tại loại thứ ba là nghĩ đến tương lai những sự việc của tương lai thực tế là những lời nói chưa thể dự liệu có những việc không thể có thế nhưng họ cũng nghĩ đến được hoặc là tiền của hoặc là địa vị quyền thế Loại này thuộc về vọng tưởng vị lai Ba loại vọng tưởng này là vô lượng vô biên Niệm niệm Không hề gián đoạn Vọng niệm này tiếp nối vọng niệm kia Những vọng niệm này chúng ta không thể xem thường. Cho rằng những vọng niệm này không có quan trọng, vậy thì ta sai rồi. Một vọng niệm chính là một nghiệp nhân. Nghiệp nhân. Gặp được duyên thì quả báo liền hiện tiền. Thiện niệm thì có thiện báo ác niệm nhất định cảm đến ác báo quả báo của thiện ác một mảy may không sai chạy đây chính là căn nguyên của kiếp hung hòa phước mà thiên văn chương này đã nói thánh hiền thế xuất thế gian thường dạy bảo chúng ta chúng ta phải nên ghi nhớ phải nên suy nghĩ tỉ mỉ phải nên gắng thực hiện trong vận biên có nêu ra một câu chuyện câu chuyện này trong liễu phàm tương huấn cũng có thời tống triều có một người tên là vệ trọng đạt câu chuyện của người này lưu truyền rất rộng không chỉ có rất nhiều người thời đó biết được do lưu truyền ghi chép ở trên sách mà người đời sau biết được cũng rất nhiều Năm đó ông nhậm chức Ở hàng lâm viện Có một hôm Bị vua Diêm La bắt đi Sự việc này Người hiện tại nghe qua Dường như là thần thoại rất khó khiến cho người ta tin nhưng kỳ thực sự việc này là thật tôi nhớ lúc nhỏ cũng gặp được một sự việc tôi ghi nhớ rất rõ ràng quê hương của chúng tôi là một thành thị nhỏ Thành thị này là thành cổ xưa Xây dựng thời nhà Hán Đến ngày nay Đã có hai ngàn năm lịch sử rồi Lúc nhỏ Tôi có một khoảng thời gian ngắn Ở dưới thôn quê Cách xa thành thị Có đến 25 dặm đường Lúc đó muốn lên thành là phải đi bộ Đại khái phải đi hơn 2 giờ Cũng không xem là quá xa Tôi ở nhà của ông ngoại Cách nhà ngoại tôi đại khái Khoảng 1, 2 căn Có một người bệnh bệnh rất nặng Người bệnh nặng đó nói Thành Hoàng Muốn ông đi làm việc Người ta hỏi Thành Hoàng Muốn ông đi làm việc gì Ông nói là Đi gánh đồ Hỏi vì sao phải đi gánh đồ Ông nói Thành Hoàng lão gia Muốn dọn nhà Bắt rất nhiều người đi gánh đồ và cũng muốn bắt ông đi người nhà hỏi vậy thì phải làm sao ông nói các người có thể đốt giấy tiền vàng bạc cho tôi để tôi đi thuê người khác làm vậy thì tôi không cần phải đi nữa cho nên người trong nhà liền đốt giấy tiền vàng bạc người giấy ngựa giấy đốt cho ông rất nhiều sau khi ông đi thuê người làm xong bệnh của ông liền khỏi chúng tôi nghe rồi liền cảm thấy rất kỳ lạ tại vì sao thành hoàng lại muốn dọn nhà chứ sau đó ba ngày miếu thành hoàng đã bị quân đội chiếm đóng quân đội lấy miếu thành hoàng làm doanh trại những bức tượng bên trong miếu đều bị phá hủy lúc này mới chợt hiểu ra bạn xem khi biếu thành hoàng bị quân đội chiếm lấy thì thành hoàng lão gia ba ngày trước đã dọn nhà đi rồi chuyển đi mất rồi đây là sự thật mà chúng tôi chính mắt nhìn thấy cho nên ngẩng đầu ba thước có thần minh cho dù ta tin hay không tin bạn tin thì có bạn không tin thì vẫn là có người hiện tại không đọc sách thánh hiền không tin tưởng những lời khuyên dạy chân thành những sự việc chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều cho nên đối với những điển tích ghi chép của người xưa tôi đều tin sâu không nghi những tiểu thuyết thần thoại như liêu trai chí dị duyệt vi tháo đường bút ký tử bất ngữ những loại này tuyệt đại đa số là sự thật không phải là bịa đặt vô căn cứ Không phải là chuyện ngủ ngôn Về trọng đạt Bị Để Diêm Dương bắt đi Sau khi bắt đi rồi Phán quan Liền điều tra Việc thiện ác Mà cả đời ông đã tạo kết quả là những việc ác mà ông đã tạo chất đầy một đống to như núi tạo tác ác nghiệp chất một đống rất to sổ ghi việc ác thì chất cao như núi vậy còn việc thiện thì chỉ có một quyển nhỏ hay nói cách khác cả đời ông chỉ tạo có một việc thiện mà thôi sau khi nhìn thấy Ông liền nói với phán quan là Tôi vẫn chưa đến 40 tuổi Làm gì mà tôi đã tạo nhiều việc ác đến như vậy Phán quan liền nói với ông Những việc tạo tác này Là khởi tâm động niệm của ông Ông khởi lên một ác niệm Thì trong âm tạo địa phủ Liền có hồ sơ, dữ liệu lưu giữ ở đó Không phải đợi ông đã tạo tác nếu ông tạo tác thì tội ông càng nặng hơn càng sâu hơn khởi lên một niệm ác đã liền lưu lại một dữ kiện rồi ông liền hỏi vì một ý niệm thiện của tôi đó là gì vậy so sánh việc thiện ác của ông trước đây xem thấy ác niệm nhiều đến như vậy vua diêm la rất tức giận rất là giận dữ sau đó diêm dương nói mang cân đến đây để cân thử khi vừa để lên cân lỗi lầm của ông nhiều đến như vậy ngược lại mà nhẹ còn một quyển diệt thiện này của ông thì lại nặng vua diêm la liền rất quan hỷ ông liền hỏi diêm dương diệt thiện đó của tôi rốt cuộc là diệt thiện gì vậy Diêm Dương nói Lúc trước Hoàng đế muốn xây dựng một công trình Nhưng công trình này Có thể không cần phải làm Vì hao người tốn của Ông đã dâng lên một tờ tấu sớ Khuyên hoàng đế không nên làm Đây là do ông Dụng cái tâm chân thành Thật tâm dâng lên tấu sớ này Vệ trọng đạt nói như hoàng đế không nghe Diêm dương nói nếu như hoàng đế mà nghe theo Thì vước báo của ông còn lớn hơn Hoàng đế không nghe Nhưng ông chân thành Ông có cái ý niệm này Một việc thiện này Đã đè xuống được rất nhiều việc ác của ông Cái câu chuyện này rất đáng để cho chúng ta Phản tỉnh Cho nên Diêm Dương nói với ông Bởi vì cái ác của ông đã tạo quá nhiều Nên tiền đồ của ông Có chướng ngại rồi vốn dĩ trong số mệnh ông làm đến tể tướng là tể tướng nhưng nay tể tướng ông đã không có phần nữa rồi chức quan của ông chỉ làm đến sử bộ thượng thư sử bộ thượng thư tương đương với bây giờ là bộ trưởng bộ dân chính thông thường gọi là bộ trưởng bộ nội chính làm đến địa vị này mà thôi vậy là bị giáng xuống một cấp cho nên tạo tác thiện ác chúng ta thường gọi là ba nghiệp chúng ta từ sớm đến tối thân ngữ ý đều đang tạo nghiệp động tác của thân thể lời nói từ trong miệng ý niệm ở trong lòng nếu tương ưng với thập thiện là thiện trái nghịch với thập thiện thì là ác rồi đây là tiêu chuẩn lớn còn những việc nhỏ thì nhiều không kể xiết giới luật oai nghi ở trong phật pháp thực tế mà nói Hiện tại không có người nào làm được Liên trì Đại sư Thời nhà Minh Ngẫu ích Đại sư Cực lực đề Sướng Sa di luật nghi Đây là đã đem tiêu chuẩn của thiện hạ xuống thấp rồi Chúng ta có thể đem sa di luật nghi Mười giới điều 24 môn oai nghi Làm đến được Thì ta chính là đệ tử chân chánh của Phật Thế nhưng đến ngày nay Đời sống vật chất nâng cao Quan niệm đạo đức Bị xuống thấp rồi Nên mười giới 24 oai nghi Đều không làm được Cho nên hoàng nhất Pháp Sư Các vị đều biết Hoàng nhất Pháp Sư Cả đời phụng trì Ngũ giới thập thiện đối với người ngài tự xưng là xuất gia ưu bà tắc con người này có đức hạnh cả đời là một người đoan chánh phải làm cho đến được danh xứng với thực tỳ kheo là giả không phải chân thật thì kheo chân thật không làm được cho nên là một cư sĩ xuất gia còn có thể làm được thọ trì ngũ giới thập thiện vậy thì danh xứng với thực kỳ thực dùng xuất gia ưu bà tắc không phải bắt đầu từ Hoàng nhất đại sư chúng ta xem thấy ở trong sách dùng cái danh phận này là học trò của ngẫu ích đại sư học trò của ngẫu ích đại sư là thành thời ngẫu ích đại sư tu hành rất là chăm chỉ Ngày sau khi thọ xong Tam đàn đại giới Ngày đêm giới tỳ kheo xả đi Tại vì sao Ngài xả bỏ giới tỳ kheo vậy? Tỳ kheo giới đích thực làm không được Hơn nữa sự truyền thừa của tỳ kheo giới Không được như Pháp Nghĩa là không thể đắc giới tỳ kheo cho nên ngẫu ích đại sư nói Trung Quốc từ sau đời Nam Tống Không có tỳ kheo nữa Đến cuối đời nhà Minh Thì làm sao có thể đắc giới tỳ kheo chứ Đây là hữu danh vô thực Cho nên sau khi thọ giới rồi Thì Ngài thói giới Ngài tự mình cả đời phụng trì Bồ Tát giới, Sa Di giới Tự mình xưng là Sa Di Bồ Tát Giới Việc này có thể làm được Lão sư đã xưng là Sa Di Nên học trò không dám xưng Sa Di Thành thời là đồ đệ của Ngài Tự xưng là Xuất Gia U Bà Tắc Việc xưng là Xuất Gia U Bà Tắc Tôi xem trong sách Thì thành thời là người đầu tiên Gần đây xem thấy Hoàng Nhất Đại Sư Cũng dùng cách xưng hô này Danh xứng với thực Chúng ta ở thời đại này tu hành Có thể thật sự làm được ngũ giới thập thiện Thật thà niệm Phật cầu giáng sanh tịnh độ thì nhất định được giảng sanh người muốn sanh tịnh độ rất nhiều nhưng vì sao lại không đi được vậy đi không được đương nhiên là vì ta có chướng ngại chướng ngại gì Thế duyên không buông bỏ Điều này rất quan trọng Phạm là người chân thật cầu giảng sanh Thì phải buông bỏ tất cả Nhất định không tiêm nhiễm Chúng ta ở thế gian này Nếu như tự mình có duyên phận có thể thay xã hội Có thể thay đại chúng là một chút việc tốt Thì tận sức mà làm Rộng kết thiện duyên Rộng kết thiện duyên ở trong Phật Pháp Thì các vị xem Hư vân lão hòa thượng Thời cận đại mọi người chúng ta đều rất quen thuộc Lão Hòa Thượng dùng pháp duyên của Ngài Dùng sức ảnh hưởng của Ngài đi khắp nơi xây dựng đạo tràng giúp đỡ những người xuất gia trẻ tu hành sau khi đạo tràng xây xong liền giao lại sau đó thì không hề hỏi đến nữa đây là tu đại phước báo chúng ta phải nên học tập Sức ảnh hưởng của chúng tôi không thể so sánh với Lão Hòa Thượng Ngài Sức ảnh hưởng còn yếu kém Chúng tôi khuyên bảo rất nhiều vị đồng tu có năng lực Thì phát tâm xây dựng đạo tràng loại nhỏ Tịnh Tông Học Hội ngày nay trên toàn thế giới Cũng có năm 60 cái mỗi một tịnh tông học hội đều độc lập chúng ta dùng sức ảnh hưởng thúc đẩy đến thành công sau khi thành tựu rồi có còn hỏi đến nữa hay không không hỏi nữa nếu như ta còn muốn hỏi qua nghĩa là ta vẫn còn bận tâm vì thì không thể giảng sanh rồi phải buông bỏ triệt để Thân tầm thế giới Một mấy trần không nhiễm Thì chúng ta nhất định nắm chắc phần giảng sanh Điều này rất quan trọng Cho nên có thể giảng sanh hay không Vẫn là ở nơi chính mình Không phải ở bên ngoài Nhìn văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Quyết không thể tiêm nhiễm Phật ở trên kinh nói rất hay Tài sắc danh thực thùy là năm cái góc của địa ngục Còn dướng một điều Thì ta không thể tránh khỏi địa ngục Ta làm sao có thể giảng sanh chứ Điều này phải nghiêm túc ghi nhớ Không thể tham trước Cả đời nên tùy duyên Chứ không phan duyên Tùy duyên quan hỷ Cái gì cũng tốt mỗi ngày ăn được no mặc được ấm một lòng hướng đạo tôi cả đời chính đã làm cái việc này giảng kinh thuyết pháp hoằng pháp lợi sanh tất cả cái khác đều không hỏi cả đời không có đạo tràng cả một đời cũng không có đồ chúng ngày trước những người xuất gia là hàng quán trưởng thu nhận Không phải tôi thu nhận Đặt pháp danh đều là hàng quán trưởng đặt Không phải là tôi Mong muốn là mọi người cố gắng tu học Tôi bây giờ tuổi tác đã lớn như vậy rồi Người xưa nói là đến lúc phải nên chết rồi bảy mươi ba tám mươi bốn diêm dương không mời cũng tự mình đi còn có cái gì đáng lưu luyến đâu chứ cả một đời này không quản người không quản việc không quản tiền đến lúc già rồi vẫn còn quản thì sai lầm lớn rồi thân tâm thế giới tất cả buông bỏ sống một ngày thì vì phật bồ tát làm việc một ngày nửa năm sau của năm nay lớp bồi dưỡng khóa thứ năm chúng ta có thể sẽ khai giảng phòng ốc của trường ở nơi dương thố cảng sau khi lấy lại thì số người có thể tăng thêm tôi liền nghĩ đến khóa học thứ năm các vị học trò hiện tại đều làm thầy một thầy dạy hai học trò chế độ này của chúng ta rất đặc thù là một người thầy dạy hai người học trò cho nên bây giờ các vị cần phải chuẩn bị hết sức đầy đủ chuẩn bị nghiên cứu giảng tòa nội điển và phương pháp diễn giảng thực dụng hai khoa mục này phải cố gắng nghiên cứu tương lai mỗi một vị dẫn dắt hai học trò nhiều nhất là ba học trò phương pháp dạy học của chúng ta sẽ rất là đặc thù khi kết thúc khóa học tôi sẽ đến nghiệm thu học trò luyện tập giảng kinh toàn bộ kinh nghiệm của các vị đều có thể truyền thụ cho họ cho đến việc chọn tài liệu Kinh luận như thế nào Việc này có thể cân nhắc Trong khoảng thời gian này Chuẩn bị nhiều một chút Dùng kinh vô lượng thọ cũng được Dùng kinh A-di-đà cũng được Thậm chí ngắn một chút như Kinh Bác Đại Nhân Giác Kinh a nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Hiện nay chúng ta đều có tư liệu Tư liệu rất nhiều Có đến mấy mươi loại các vị muốn dùng loại nào đều phải đi chuẩn bị trước vậy vì có rất nhiều thứ nên bây giờ đều có bộ phận văn tự đây là tư liệu tham khảo rất tốt các vị đồng học xin mời xem câu thứ hai của cảm ứng thiên thiện báo ác báo như bóng theo hình bốn câu mở đầu là tổng cương lĩnh của toàn văn văn tự về sau đều là thuyết minh nói rõ về bốn câu này hai câu trước Tổng cương là Họa và phước Chẳng có cửa nẻo Chỉ do con người tự chuốt lấy Đây là nói nguyên lý của cảm ứng Hai câu tiếp theo là Thiện báo, ác báo Như bóng theo hình Đây là nói rõ Chân tướng sự thật của báo ứng Trong bốn câu này Có lý, có sự Hư không pháp giới Y chánh trang nghiêm Là một quả báo Cảm ứng lớn một thế giới một xã hội là một báo ứng nhân quả loại nhỏ còn nói đến một người một gia đình thì đây là nghiệp nhân quả báo nhỏ nhất tất cả kinh phật nói cũng không rời khỏi nguyên lý này trên kinh hoa nghiêm nói ngũ châu nhân quả kinh pháp hoa nói nhất thừa nhân quả do đây có thể biết thế xuất thế pháp chính là một cái Nhân duyên Quả báo rõ ràng Cho nên nhà Phật thường nói Dạng Pháp dây không Nhân quả bất không Ngày hôm qua Chúng ta đọc đến câu chuyện về trọng đạt đời nhà tống trên thực tế là lấy ông để làm thí dụ có một người nào một chúng sanh nào mà không là như vậy cả đời chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp đặc biệt là người hiện đại người thời xưa cũng tạo nghiệp Cứ lấy về trọng đạt ra mà nói Ông đã tạo nghiệp Ác nghiệp Quá nhiều Thế nhưng Đem so lại với người hiện tại chúng ta Thì ông tạo nghiệp vẫn còn ít Ác nghiệp mà người hiện tại đã tạo So với ông chí ít Phải nhân thêm Một trăm lần ngàn lần Nguyên nhân là gì? Người thời xưa Từ nhỏ đã tiếp xúc qua giáo dục của Thánh Hiền Cho nên tất cả ác nghiệp mà về trọng đạt Đã tạo là ác nghiệp trong ý niệm Chưa trở thành hành vi tạo ác Ý niệm ác tuy có Nhưng sự việc ác không dám làm Tại vì sao không dám làm gì Do lời giáo huấn của Thánh Hiền Người hiện tại không những có ác niệm Mà còn dám làm Tội nghiệp lớn nhất Là bất hiếu với cha mẹ hủy nhục tam bảo sự việc này chúng ta nghĩ xem chúng ta tự mình có làm hay không cả đời chúng ta khởi tâm động niệm hành vi tạo tác tự mình nghĩ xem có xứng đáng với cha mẹ hay không có xứng đáng với tam bảo hay không tội nghiệp này thật quá mức huống hồ còn có những cái khác trên kinh vô lượng thọ nói rất hay tiên nhân vô tri hay nói cách khác cũng không thể quá trách cứ họ đây là tâm của người chánh nhân quân tử có thể lượng thứ một chút cho người tạo tác tội nghiệp. Thế nhưng quỷ thần thì sẽ không lượng thứ cho bạn rồi. Phật Bồ Tát có thể lượng thứ cho bạn, quỷ thần thì không lượng thứ cho bạn rồi. Làm thiện hay ác, sớm muộn cũng đều có báo ứng vấn đề chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi quả báo của sự việc này thì lý rất sâu sự cũng rất phức tạp chúng ta không thể chỉ thấy trước mắt trước mắt vậy thì phải có trí huệ chân thật bạn mới có thể thấy ra được phàm phu thì không thể thấy được việc trước mắt Người khác cố tình tạo tác Ta phải xem Kết cuộc của họ Sau đó Bạn mới thật sự hiểu được Quả báo như bóng theo hình Nhà Phật Nói quả báo có ba loại Loại thứ nhất là hiện báo Phạm là quả báo thì đều có nhân có duyên nhân duyên quả báo nhân là trong đời quá khứ đã tạo duyên là hiện tiện hiện tại gặp được cơ duyên liền khiến cho những nghiệp nhân này ở trong a lại gia thức bị kéo ra thế là biến thành quả báo hiện tiền quả báo thiện nhất định có chủng tử thiện chủng tử là nhân gặp được thiện duyên thiện duyên duyên có hai loại gọi là tăng thượng duyên gồm thuận cảnh tăng thượng duyên và nghịch cảnh tăng thượng duyên thuận nghịch tăng thượng duyên đều có quả báo rất tốt đó là gì nhân của bạn là tốt trong a la gia thức Có nhân thiện Có chủng tử thiện Nếu như Trong a la gia thức của ta là nhân ác Là chủng tử ác Thì cho dù gặp được thiện duyên Cũng sẽ biến thành việc ác Cũng sẽ có quả báo ác hiện tiền Những chân tướng sự thật này chúng ta chỉ cần bình lặng quan sát thì sẽ thấy rất rõ ràng rất tường tận cả đời tôi đã gặp qua những vị đồng tu cùng theo chúng tôi nhiều năm đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng những duyên mà tôi đã gặp có thiện duyên, có ác duyên Thiện duyên Là tôi gặp được những vị lão sư tốt Như phương Đông Mỹ tiên sinh Tiếp dẫn tôi vào cửa Phật Chương gia đại sư đặt định nền móng cho tôi Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ thành tựu cho tôi đây là thiện duyên thiện nhân vì sao trong quá trình hoàn pháp của tôi đạo tràng mà tôi xuất gia đã không thể tiếp nhận tôi nữa tôi bị đuổi đi đây là ác duyên suy nghĩ lại quả báo vì sao là tốt hay không tốt là quả báo tốt vì nếu tôi không bị đuổi đi một đời này của tôi không thể thành tựu nguyên nhân là gì thành tựu là phải dày công khổ luyện ở trên giảng đài đạo tràng đó của tôi cho dù đối với tôi có tốt hơn đi nữa họ cũng không chịu để tôi giảng kinh tôi không có cơ hội lên đài giảng kinh cho nên ác duyên này quả báo vì sao tốt Sau đó tôi gặp được hàng quán trưởng Cả một đời bà trong suốt 30 năm Đã giúp tôi thành tựu Cho tôi cơ hội giảng kinh Quyền quản lý đạo tràng bà hoàn toàn Nắm giữ Có rất nhiều người xuất gia tại gia Đã nói với tôi là hàng quán trưởng đoạt quyền rồi Tôi chỉ cười Có người quản việc không phải tốt hơn sao Tôi không cần phải bận tâm lo lắng nữa Phần đông người nhìn thấy đều cho rằng đây là nghịch duyên Nói sao bà tôi lại gặp phải một người như vậy Đối với tôi mà nói đó là thiện duyên Vì bà thành tựu cho tôi mà Bà thì cái gì cũng đều xin Tôi thì cái gì cũng đều đưa cho bà Vì vậy tham sân si của tôi đoạn nhất rồi Cho nên nhân thiện của ta Gặp phải duyên ác Quả báo vẫn là thiện Tôi có thành tựu ngày nay Người khác nói bà không tốt còn tôi thì cảm tạ đại ân đại đức của bà Đây là điều phàm phu thế gian thông thường Không nhìn thấy được Sau khi xây dựng đạo tràng Dùng danh nghĩa của bà Sau khi bà giảng sanh Thì con trai của bà thừa kế sản quyền của đạo tràng Chúng tôi không còn cách nào Không thể không rời khỏi Toàn bộ đều phải rời đi Quả báo này là tốt hay không tốt vậy? Tốt Tôi vô cùng cảm kích Cao quý dân Vì sao vậy? Nếu như cao quý dân tiếp tục giống như mẹ của ông Hồ trì tôi như vậy Cái gì thử nghĩ xem Tuổi tác của tôi lớn rồi Tương đối là nhất giả Sau khi hàng quán trưởng giảng sanh Thời gian của tôi phân phối là Ở Mỹ 3 tháng ở Đài Loan 3 tháng Ở Úc Châu 3 tháng Ở Singapore 3 tháng Tôi phân chia như vậy Đi đi lại lại khoảng cách xa như vậy Thì rất là vất vả Khi ông ấy thu toàn bộ lại hết Chúng tôi thấy đều rời khỏi Cho nên Đài Loan Tôi có thể không cần đi Nước Mỹ tôi cũng có thể không đi Không cần chịu khổ cực nhiều đến như vậy Tâm tôi định ở Singapore nên tôi có thể giảng được bộ đại kinh như vậy Tôi làm sao mà không cảm kích ông ấy chứ Tôi không cần phải dứt giả bôn ba Hoàn toàn là định lại rồi Ở nơi này tôi làm khách Không làm chủ Người làm chủ nơi này là cư sĩ Lý Mộc Nguyên Mọi thứ tôi đều không cần phải lo Tôi chỉ chuyên tâm dạy học Chuyên tâm giảng kinh Tôi vẫn là không quản ba việc Không quản người, không quản việc, không quản tiền Tất cả những phong bì cúng dường Tôi đều không xem qua Toàn bộ đem đến thôn Di Đà Một xu tôi cũng không lấy Các vị nghĩ xem tôi tự tại đến mức nào Tôi làm sao không cảm kích cao quý dân cho được chứ <laughs> Nghiệp nhân quả báo chỉ có người chân thật có trí huệ mới có thể nhìn thấy được rõ ràng mới có thể minh bạch quan trọng nhất vẫn là ở cái tâm của bạn tâm là nhân bên ngoài là duyên tâm của bạn tốt nhân tốt dù gặp phải ác duyên vì sao kết quả vẫn là tốt Trồng nhân thiện được quả thiện Tạo nhân ác nhất định có ác báo Đạo lý này Trên quyển sách này Đã hiển thị rất rõ ràng Rất minh bạch rồi Cho nên quả báo có hiện báo Hiện báo là nhân của bạn lớn mạnh Và duyên cũng thù thắng Loại thứ hai gọi là sanh báo Sanh báo ở trong đời này không thấy được quả báo mà quả báo sẽ ở đời sau chúng ta ở thế gian này cũng nhìn thấy rất nhiều sự việc loại này có thiện báo có ác báo dường như chẳng phải là cái nhân của đời này con người này là người thiện người tốt thế nhưng quả báo của họ không tốt đời sống nghèo khó còn người kia là người ác lại phát tài lớn đại phú đại quý điều này chúng ta phải nên biết nhân phú quý của họ là do trồng từ đời trước đến đời này thì đã chín mùi rồi nghiệp tội mà họ đã tạo trong đời này sẽ nhận quả báo ở đời sau quả báo thông ba đời loại thứ ba gọi là hậu báo đời thứ ba về sau không nhất định là lúc nào Có khi là cách xa nhiều đời. Khi nhân duyên hội đủ thì quả báo ứng sẽ hiện tiền. Hiểu rõ đạo lý này thì khởi tâm động niệm của chúng ta phải thuần, tâm địa phải hậu. Người tâm địa hậu đạo thì nhất định có hậu phước. Người có tâm địa bạc ác Thì nhất định sẽ có hung tai Đạo lý chân tướng sự thật này Chúng ta phải nên hiểu Trong chú giải Có một đoạn nói Tạo tác thiện thiện ác ác báo ứng như bóng theo hình như bóng theo hình là tỷ dụ hình là thân thể chúng ta thân thể ở dưới ánh sáng thì có cái bóng bóng thì nhất định đi theo thân hình của ta không thể tách rời ý nói báo ứng cũng là như vậy cho nên nhất thiết không nên hiểu lầm khi tạo ác không nhìn thấy quả báo ác thế là liền mất đi tính tâm người xưa nói người tạo tác tội ác hiện tại không bị quả báo là do phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết họ đang hưởng thụ là phước báo của đời trước phước báo đời trước hưởng hết rồi tội ác chất chồng thì quả báo của họ liền hiện tiền cùng một đạo lý này tâm thiện hành thiện mà vẫn không thấy phước báo hiện tiền thậm chí còn nhìn thấy chính bản thân họ gia đình họ vẫn gặp phải rất nhiều hung tai rất nhiều người nhìn thấy hiện tượng này liền không còn tin đối với việc nhân quả báo ứng nữa họ không thể hiểu được những hung tai ngày nay phải gánh chịu chính là dư báo của ác báo trong đời quá khứ để đến khi dư báo của ác báo đầy thọ hết rồi thì phước liền hiển tiền gọi là thiện quả viên thành thiện tâm thiện hạnh của chúng ta quyết không suy thoái bất luận ở trong bất cứ nghịch cảnh nghịch duyên nào tính tâm của ta vẫn kiên định thiện hạnh của ta không thoái chuyển thì chúng ta chân thật có phước báo ngày trước khi chúng tôi cầu học ở đại trung là cư sĩ lý bĩnh nam dạy chúng tôi học ngũ chủng di quy do trần hoàng mưu biên soạn trong ngũ chủng di quy có một thiên là tâm tướng thiên của trần hi di lão sư đặc biệt quan tâm ngài bảo chúng tôi phải đọc cho thật kỹ suy nghĩ tường tận Nỗ lực phụng hành Sửa đổi Người chân thật tu hành Thì ngày ngày Phải kiểm điểm xem Lỗi lầm của chính mình Bằng mỗi ngày Có thể phát hiện được Lỗi lầm Điều này trong nhà Phật gọi là khai ngộ Bạn khai ngộ rồi mỗi ngày bạn có thể đem những lỗi lầm sửa đổi lại đây gọi là chân thật tu hành đây là công phu chân thật hậu phước vô lượng vô biên sửa lỗi nhất định phải từ nơi tâm mà sửa tâm là gốc gốc của hòa phước Một niệm thiện là gốc của phước Một niệm ác là gốc của họa Cho nên họa và phước chẳng có cửa đẻo Chỉ do con người từ chuốt lấy Thời trước Ở nhà có cha mẹ dạy Đi học có thầy dạy Thực tế mà nói Chúng sanh đời này của chúng ta Thật là bất hạnh Vì không có người dạy rồi Tầm tuổi của tôi Thì còn tiếp xúc được một chút duyên Lúc nhỏ thì cha mẹ dạy Khi đi học thì thầy dạy Tiếp xúc được một chút duyên khi đến đài loan tôi còn tiếp xúc được một ít biên duyên sư thừa đây thật sự là rất may mắn trong phật pháp thường nói là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu tôi thân cận lão sư người thông thường cũng thân cận rất nhiều học trò của phương đông bị tiên sinh rất nhiều Đồ chúng của chương gia đại sư cũng rất nhiều Học trò của Ngài Lý Bình Nam cũng rất nhiều Nhưng vì sao thành tựu không giống nhau vậy? Tôi đã từng nói với các vị là hiếu học Bạn có thể hiếu học Bạn gặp được những thiện tri thức này Bạn liền có thành tựu Bạn tự mình không hiếu học Gặp được thì cũng như không hiếu học là cây nhân của chính mình gặp được những đại thiền tri thức này đây là duyên thiện duyên cho nên quan trọng nhất vẫn là nhân hạnh của chính mình tự mình không có nhân hạnh sâu dày nhân hạnh này là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ tích lũy tu tạo mà thành không phải là nhân hạnh trong đời này cho nên chúng tôi gặp được lão sư tốt học trò rất nhiều nhưng chân thật có thành tựu thì không nhiều rồi đạo lý là ở chỗ này duyên tương đồng nhân không tương đồng nên quả báo không như nhau chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu được chân tướng sự thật thì liền biết được tự mình phải nên tu học như thế nào ngày nay các vị đều biết thế gian sẽ có tai nạn không chỉ là tiên tri cổ xưa của đông tây phương đã nói như vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy được từ chỗ nào nhìn ra được vậy từ nhân tâm trong sách cổ trung quốc đã nói rất nhiều nhân tâm hậu đạo thành thật thì xã hội an định nhân dân có phước nếu như người thế gian đều tràn đầy ngờ vực hiềm nghi tham sân si mạng thị phi nhân ngã thì xã hội này không thể an định rồi thế giới này không thể thái bình nếu muốn cứu vãn kiếp nạn này Thực tế mà nói Liễu phàm tứ huấn cùng cảm ứng thiên Hai bộ sách này rất có hiệu quả Chúng ta mỗi ngày đọc tụng Thọ trì Y giáo phụng hành Thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Ta nhất định có thể làm Phật Cho nên các vị đồng tu Yêu cầu tôi giảng hai bộ sách này Tôi cũng rất quan hỷ Hai bộ này Giảng ở thời nay Là khế hợp Thời cơ nhất Nhà Phật gọi là Khế cơ, khế lý Là khế hợp thời cơ nhất Được rồi